Cửa hàng Nhật Đông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích đến từ Nhật Bản và mang mã số ký hiệu là Tanaka. Và thì hàng này là Tanaka, mã số là 345 nha mọi người. Dòng này thì là hạng tầm trung nằm đứng dành cho anh em sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn ha. Tua của em này thì rất là mạnh, rất là lẹ nha mọi người. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản ha. Và em này được nằm trong được đăng vào lô Q5 này và nặng 5 kg tròn nhé, giá là 2,8 triệu đồng. Đó, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Và mua kèm theo máy anh em sẽ được tặng kèm 3 món tip mở buji, buji và cây rũa nha mọi người. Đó là sẽ được tặng kèm 3 món đồ đi kèm ha. Rồi, lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài 45 cm, khoảng cách cắt được còn 40 cm. Xích là xích chuột, xích thì đã được ráp xích mới cho anh em sử dụng nha. Đó, xích ráp xích mới nha. Lam thì các nước sơn là vẫn còn nguyên, chưa có bị dập đầu, là chưa có bị tè đầu lam, nước sơn còn khá đẹp ha. Bên phía mặt ốp lam, ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13. Đó, tem nào bên phòng ốp lam vẫn còn nguyên này. Em này tăng xích để làm bằng trước nữa nha. Đó. Ok, vừa rồi đang quay dở thì hiện tại bên em không có công chuyện nên là chắc là đang quay loại phần lốc ha. Thì lốc trước của em này thì bị chảy chụa một xíu nước sơn nha mọi người. Đây, các bạn thấy ha. Đó, các nước sơn lâu ngày bị oxy hóa chứ tính ra lốc này còn khá đẹp nha. Đó, phần lốc bên này còn đẹp nguyên này. Nhưng cái này là do bị oxy hóa, về đến đây bên em rửa bằng nước nha mọi người. Nên là xịt mạnh quá nó bay bố mất đi, nó bay hết cái phần nước sơn đi một xíu ở phần đằng trước này ha. Rồi, bên phía hộp giật, cạnh hộp giật được thiết kế hai bình nắp chứa nguyên liệu, đằng sau nắp màu đen này, nắp to này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, còn đằng trước này là bình chứa nguyên liệu nhớt thả để nuôi lam xích cho mọi người. Đó, bên phía hộp giật tem mạc Tanaka còn nguyên ha, made in Japan. Đó, và trên hộp giật này được thiết kế một cái nút đen này ha mọi người. Đây là nút xả áp, xả hơi đầu nòng nha mọi người. Anh em nào mà sử dụng ví dụ như yếu tay ấy, mình sẽ bấm vào cái nút này, mình giật nó nhẹ hơn rất là nhiều ha. Hoặc anh em nào leo cây, đó, leo cây cưa, cây cành này nọ thì mình bấm vào nút này giật nó nhẹ, giảm giật hơn rất là nhiều nha. Rồi, giờ em sẽ khởi động máy cho anh em nghe tiếng máy nhé. Lực của em Tanaka này rất là mạnh nha mọi người. Cua của em này rất là lẹ. Gati rất là êm ha. Gati cực êm luôn. Đẩy xuống tắt, đẩy lên là xài. Đó. Anh em yếu tay mình sẽ bấm vào nút đen đen này. Ủa, cái này nó không có xả nha. Em lộ nha. Cái này không có xả nha mọi người. Giật thường nha. Xuống này. Rồi, ok. Em Tanaka 345 được nằm đăng ngày Q5 và 5 kg tròn. Giá là 2,8 triệu. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em này liên hệ trực tiếp qua số thoại 0988628901 để đặt hàng ha. Phương thức thanh toán khi anh em đặt hàng sẽ vui lòng đặt cọc trước cho em một ít tiền qua thẻ điện thoại Viettel. Trước 200.000 đồng, phí vận chuyển của anh em khi đặt cọc bằng thẻ cào là 100.000 đồng nhé. Và anh em nào đặt cọc bằng tài khoản trước 500 bên em sẽ hỗ trợ bao ship cho mọi người ha. Và anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha.